Từ đầu năm đến nay, nông dân thành phố Cần Thơ đã xuống giống rau màu đậu các loại và cái công nghiệp ngắn ngày trên diện tích hơn 14.000 hecta, thấp hơn khoảng 2.000 hecta so với cùng kỳ. Hiện diện tích gieo trồng rau các loại được hơn 9.500 hecta, thấp hơn 953 hecta so với cùng kỳ và đã thu hoạch được hơn 7.500 hecta, chủ yếu tập trung tại các quận huyện Bình Thủy, Thốt Nốt, Cờ Đỏ. Cây công nghiệp ngắn ngày đã gieo trồng được hơn 1.000 hecta, thấp hơn 1.300 hecta so với cùng kỳ. Trong đó chủ yếu là cây mè, với tổng diện tích hơn 1.000 hecta tập trung chủ yếu tại quận Thốt Nốt và Ô Môn. Theo ngành chức năng, diện tích trồng rau màu giảm do nông dân chuyển sang các loại cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả cao và có đầu ra sản phẩm tốt. Đặc biệt trong những tháng đầu năm, lúa có giá nên bà con tăng cường sản xuất lúa.